Nói gì thì nói, mua 5 mảnh đất 5 tỷ ở trong xóm sẽ có lợi hơn khi mà bạn mua một mảnh đất 5 tỷ ở mặt đường. Nếu bạn mua mảnh đất 1 tỷ 5 tỷ ở mặt đường ấy thì dành cho cái công việc kinh doanh thì sẽ phù hợp hơn nếu chúng ta mua đất để mà vừa để kinh doanh và vừa để sau này có lãi. Nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư đã đầu tư một cách sai lầm, đó là mua nhà mặt đường. Và anh chị em thân mến, thì mua nhà mặt đường ở Việt Nam nếu với giá 5 tỷ ấy, cho thuê thì chỉ được khoảng 5 đến 7 triệu một tháng mà thôi. Nhưng nếu anh em mà kinh doanh thì có thể kiếm vài chục triệu, 100 triệu thì nó phù hợp với cái người mà mua nhà để ở và kinh doanh. Nhưng với 5 tỷ này anh chị em mua cho tôi 5 lốt đất ở trong xóm hay là bất kỳ ở đâu thì 5 lốt đất này cho thuê thì nó cũng sẽ hơn tiền cái mảnh đất mặt phố, cũng như là cái việc mà tăng trưởng về nhân đôi nhân ba tài sản nó dễ hơn. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngắn vừa rồi. Anh chị em thân mến, thì trước lại tiếp tục với cái video của mình, bởi vì cái một phút đầu tiên trước sẽ chia sẻ lên cái video ngắn, video short ở trên YouTube cũng như là trên Facebook. Thì cảm ơn anh chị em đã theo dõi đến video đến thời điểm này, để trước phân tích tiếp để chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta đầu tư một mảnh đất mặt đường có nên đầu tư mất đất mặt đường hay không, và cái việc cùng số tiền đó chúng ta đi đầu tư cái mảnh đất khác nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Và câu chuyện là anh chị em thân mến này, nếu chúng ta mua đất mặt đường ấy, thì lời khuyên là nếu chúng ta có tiền chúng ta mua vị trí đắc địa thì cho thuê thì nó còn được giá, có thể mấy chục triệu, hàng trăm triệu, thậm chí vài trăm triệu một tháng cho cái việc mà đi thuê. Nhưng cái vấn đề là nó cũng tương xứng với cái mức tiền mà chúng ta phải bỏ ra. Thì thông thường ngày hôm nay thì Trúc đang nói đến cái câu chuyện mà chúng ta đi đầu tư một mảnh đất 5 tỷ ở mặt đường thì thông thường ở Việt Nam sẽ cho thuê khoảng tầm 5 đến 7 triệu, cùng lắm là 10 triệu cho một tháng. Thì cái câu chuyện là như vậy thì cho mấy cái lãi ngân hàng thì thua xa. Ở Việt Nam thì thường là giá thuê nhà nó sẽ không được cao so với cái mức tiền mà mình bỏ ra, không bằng lãi ngân hàng là điều chắc chắn. Và cái việc mà cái nhà mặt đường nó cái việc mà chúng ta mua một cái nhà mặt đường mà để nó tăng trưởng lên gấp đôi gấp ba tài sản của chúng ta lại là một điều không tưởng, anh chị em thân mến. Khi mà cái nhà mặt đường nó khoảng 1 tỷ, 2 tỷ hay là 500 triệu thì có thể nó lên gấp đôi gấp ba được. Thế nhưng mà khi mà cái nhà mặt đường đã 5 tỷ rồi thì ở với cái mức thu nhập ở Việt Nam ấy, thì với cái mức thu nhập ở Việt Nam mà để cái nhà 5 tỷ mà lên được gấp đôi là 10 tỷ thì thật sự nó là vô cùng khó, mà không biết là bao nhiêu năm nữa. Nhưng mà với cái 5 tỷ này, với 5 tỷ mà anh chị em bỏ ra ấy, chúng ta có thể dựa như bạn mua 5.000 mét đất vùng ven. 5.000 mét đất vùng ven mà giá khoảng 1 triệu một mét thì cái việc mà nhân đôi tài sản, nhân ba tài sản của anh em nó vô cùng đơn giản. Để mà thuận tiện hơn cho mà việc đầu tư của các bạn thành công rực rỡ thì có thể bạn mua cho tôi là 5.000 mét đất nhưng ở 5 nơi khác nhau để mà tránh cái việc mà rủi ro trong cái việc mà nhỡ mà rủi ro trong cái việc mà đầu tư bất động sản. Ví dụ như là bạn mua một mảnh đất 5.000 mét mà nó dính vào quy hoạch đất, bây giờ có thể soi quy hoạch là nó không quy hoạch, không dính quy hoạch, nhưng mà sau một thời gian nó thay đổi quy hoạch thì bạn có thể là bị lỗ to. Đấy là chuyện bình thường, không có gì là hiếm gặp ở Việt Nam. Nhưng mà anh chị em thân mến này, nếu mà 5 tỷ này anh em mua 5 lốt khác nhau, 5 nơi khác nhau thì cái câu chuyện là khả năng là cái mảnh này nó lên giá, mảnh kia nó không lên giá, mảnh kia nó bị thu hồi thì chung quy lại là chúng ta vẫn có thể là sau một thời gian thì chúng ta có thể nhân 5 nhân 10 cái tài sản của chúng ta, là chuyện không có gì là khó cả. Nếu với 5.000 mét mà đầu tư ở 5 nơi, hoặc là bạn có thể mua khoảng tầm 5 cái nhà khác nhau, 5 cái nhà 1 tỷ. 5 cái nhà 1 tỷ thì đương nhiên là về thời gian nó sẽ lên giá hơn là một cái nhà mặt đường, là một cái điều chắc chắn. Một cái nhà 1 tỷ nó khả năng nó lên là 2 tỷ thì không khó. Nếu bạn mua một cái diện tích lớn chẳng hạn, một cái nhà 1 tỷ nó khoảng tầm gọi là 200 mét vuông đi. Vì đất tôi cứ gọi là đất vùng ven thì nó giảm khoảng tầm 5 triệu một mét đi, đắt. Còn thông thường thì các nơi nó một tầm 1 triệu một mét thì còn nhiều lắm. Như Quảng Ninh chúng tôi thì tầm 1 triệu một mét thì còn rất nhiều. Và câu chuyện là chúng ta có tìm hiểu hay không thôi. Và trong miền Nam thì đất mấy trăm nghìn một mét thì cũng vô cùng nhiều luôn.
Tôi cũng không tìm hiểu ở các nơi, nhưng mà về cơ bản ở trong miền Nam là đất rẻ hơn đất ngoài Bắc. Nếu ở đất vùng ven ở các cái tỉnh như là Khánh Hòa, Đồng Nai hay là các cái tỉnh khác trong miền Nam thì giá đất nó khoảng vài trăm nghìn một mét thì còn thì nhiều lắm anh chị em thân mến. Thế thì về quay về cái câu chuyện là nếu 5 tỷ mà anh chị em mang đi đầu tư mà mua 5 cái nhà, mỗi cái nhà 1 tỷ, thì đương nhiên là khả năng nhân đôi nhân ba nó tốt hơn cái nhà 5 tỷ mặt đường rất là nhiều, đúng không ạ? Nhà mặt đường anh chị em nếu mà có mua nhà mặt đường thì chúng ta nếu mà mua để mà kinh doanh ấy, mà làm ra một cái dòng tiền mấy chục triệu hay trăm triệu một tháng, thì lời khuyên là anh em mua quá tuyệt vời, vừa để ở vừa để kinh doanh thì nó vô cùng lợi nhuận, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mang 5 tỷ mà chúng ta, tôi nói thật là rất nhiều người mua cái nhà 5 tỷ mà mua, hay là mua mảnh đất 5 tỷ, mua cái nhà 5 tỷ hoặc mảnh đất 5 tỷ không cho thuê cũng chẳng làm gì. Như ở Vân Đồn thì thậm chí là 5 năm nay, 4 năm nay, chính xác là 4 năm nay nó không lên giá một tí nào luôn. Đấy, cái câu chuyện là khi mà anh chị em đầu tư không đúng hướng, không đúng thời điểm, không đúng. Ví dụ như là 5 tỷ này mà các bạn mua cái đất vùng ven thì gọi loại 5 triệu mét hay loại 2 triệu mét hay 3 triệu mét thì nó nhân đôi nhân ba từ lâu rồi chứ không phải là không. Thế thì trước làm cái video này thì không mang tính chất dạy cô này cả đâu anh chị em thân mến. Rất nhiều người có 5 tỷ ấy, thì họ đã vô cùng giỏi rồi. Thật sự có cái nhà mà mắc 5 tỷ đi đầu tư thì thật sự là những người vô cùng giỏi. Thì mới có 5 tỷ đấy. Nhưng câu chuyện là chúng ta có thể giỏi trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình, buôn bán của mình, nhưng mà vào bất động sản đi, nó kiếm tiền có thể là tốt hơn kinh doanh rất là nhiều chứ không phải không, bởi vì nó là lĩnh vực đầu tư. Đầu tư thì nó gọi gần như người ta gọi là bắt tiền làm việc cho mình đấy. Kinh doanh thì có thể phập phù bập bõm, và nó có người làm to thì được nhiều, nhưng có người thì cũng chỉ vài chục triệu một tháng mà thôi. Mà anh chị em thân mến, thì là trong chung kết lại ở cái video này thì trước khuyên anh em là chúng ta mang vài tỷ đi đầu tư bất động sản thì chúng ta nên bỏ trứng vào nhiều giỏ, mua nhiều mảnh đất hoặc là mua nhiều mét vuông đất, đừng mua một mảnh vài chục mét hoặc là 100 mét vuông mà có giá vài chục triệu một mét, bởi vì đất vài chục triệu một mét thì nó khả năng nhân đôi nhân ba là nó là điều không tưởng, là rất là ít có nhưng mà nó không tưởng. Thì đất 30-40 triệu nó lên 100 triệu cũng có, nhưng mà vấn đề là thời gian là bao nhiêu lâu mà chúng ta đầu tư được ít mảnh. Nhưng mà 3 tỷ hay 5 tỷ mà anh chị em bỏ ra ấy, thì chúng ta có thể đầu tư được 3.000 hay 5.000 mét đất, hoặc là 3 đến 5 mảnh đất, thậm chí là 10 mảnh mỗi mảnh 500 triệu. Mà 10 mảnh đất và mỗi mảnh 500 triệu thì có ghi là có mảnh nó lại lên gấp 5, gấp 10, có mảnh nó lại lên gấp chục lần, có mảnh lại lên 2-3 lần. Thì cái câu chuyện là khi đầu tư chúng ta bỏ trứng vào nhiều giỏ ấy, thì là nó sẽ tốt hơn là chúng ta đầu tư vào một mảnh. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Trong cái quá trình mà vừa đi tập thể dục nên là làm video nó không được trơn tru lắm, anh chị em thông cảm nhé, bỏ qua chứ. Và cho chức xin ý kiến về những cái chia sẻ, những đóng góp của anh chị em để kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.